Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện Ưng tá như thị quán Kinh Kim Cang Giảng Ký Tập 79 Người giảng Lão Pháp Sư Tình Không ổn thị bả bất trụ thủ bất đắc đích sở dị tâm nguyệt cô viên quan thôn vạn tượng hai câu này là lời của thiền tông để hình dung chân tâm bổn tánh hình dung tâm thanh tịnh Bả bất trụ Chính là sáu căn không thể duyên đến Phan duyên không đến được Ngôn ngữ không đến được Cho nên dứt đường Ngôn ngữ Chúng ta nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến được Cho nên bạc dấu tâm hành Thủ bất đắc Chính là quyết định không được chấp trước quyết định không được phân biệt quyết định không được chấp trước thiền tông dùng hai câu nói này để hình dung tâm nguyệt cô viên ngày kia là trung thu tháng tám nhuận tâm trăng sẽ tròn ánh sáng của trăng tròn vô cùng sáng Chiếu khắp đại địa Giảng tượng là Xâm la giảng tượng đều ở trong Cái ánh sáng trăng đó Đây chính là tâm thanh tịnh của bạn Tâm bình đẳng của bạn Tận hư không khắp pháp giới Cảnh giới y chánh trang nghiêm Đều được chiếu rọi Ở trong ánh sáng trí huệ bát nhã của bản thân bạn thí dụ cho cái ý này viên giác kinh vân hữu chiếu hữu giác câu danh chướng ngại chướng ngại ở chỗ nào vậy các bạn thử nghĩ xem chướng ngại chính là phân biệt chấp trước họ nói tôi có giác tôi giác ngộ rồi tôi có chiếu Kỳ thực họ cũng chưa giác Họ cũng chưa chiếu Người nói mình có chiếu có giác Đó là giả Không phải thật Tôi có một năm giảng kinh ở Los Angeles ở trong Phật giáo Los Angeles có lẽ rất nhiều người đều biết nói có năm người trẻ tuổi khai ngộ rồi là do Rinpoche mật tông thọ ký cho họ làm chứng minh cho họ mấy người này khai ngộ rồi Đúng lúc tôi giảng kinh ở Los Angeles Năm người này cũng muốn tôi thọ ký cho họ Chứng minh cho họ Nói họ khai ngộ rồi Họ đến chỗ tôi Đến trước mặt tôi Tôi nói lời thành thật Tôi không nói giọng ngữ Tôi lắc đầu Tôi nói các anh chưa có khai ngộ Họ rất giận dữ Nói Thượng sư Rinpoche Đều nói tôi khai ngộ rồi Pháp sư sao thầy nói tôi chưa khai ngộ vậy Tôi liền nói với họ Tôi nói tôi chưa có khai ngộ Anh đến tìm tôi thì anh nhất định chưa khai ngộ Tự cho rằng khai ngộ Vẫn là cống cao ngã mạn Người khai ngộ Bốn tướng không còn nữa Bạn thấy họ Cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Tham sân si mạng đó đều Biểu hiện ở trước mặt Đó là khai ngộ sao đâu phải là hình ảnh của khai ngộ chứ dứt khoát bị người ta gạt rồi cho nên nói có giác có chiếu bạn có là sai rồi có chính là phân biệt có chính là chấp trước đây chính là chướng ngại có là chướng ngại thế không thì sao không lại đọa vào trong vô minh rồi. Bạn nói không giác không chiếu vẫn là chướng ngại đọa vào trong vô minh rồi. Có không đều không cần. Có không sao không cần vậy, có không là một không phải là hai. Thế là khai ngộ rồi, chỉ cần xem có và không thành hai sự việc thì bạn làm thế nào cũng không thể ngộ được. Tông môn thường nói dạng pháp quy nhất. Câu nói này rất có ý gì? Đến khi nào bạn quy về nhất thì vấn đề của bạn đã giải quyết rồi. Bạn đã vô sự rồi. Nếu như bạn vẫn còn hai ba thì bạn cứ từ từ đi Thời gian vẫn còn rất dài Quy về nhất là vô sự rồi Bạn nói lời nói này rất dễ dàng Khi làm thì thật sự khó Nó thật sự khó, vô phương Thế thì thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đới nghiệp giảng sanh là đáng tình cậy nhất Ngoài cái đó ra không có con đường thứ hai nào khác dễ đi Con đường thứ hai là nói gì vậy Nhất định phải làm được dạng pháp quy nhất Bạn hãy quy thử xem Bạn vẫn hành thường rơi vào hai ba Thế là xong rồi Phật thuyết bát nhã Bổn lệnh nhân y văn tự Khởi quán chiếu chứng thực tướng Phật thuyết bát nhã Mấy câu nói này Không phải là chỉ riêng bộ kinh này Nếu như bạn chỉ riêng bộ kinh này Thì bạn lại rơi vào hai ba rồi Tất cả Pháp mà Thế Tôn Cả đời 49 năm nói Mỗi chữ Đều là bát nhã Mục đích của ngày Là dạy chúng ta Nương vào văn tự Khi Phật năm xưa còn tại thế Nương vào ngôn giáo Nương vào lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật Phải làm Quán chiếu chính là làm Nếu bạn thật sự nghe lời Thật sự làm theo sau đó bạn mới có thể chứng thực tướng chân tướng của vũ trụ nhân sanh bạn tự mình mới có thể chứng thực chân tướng của vũ trụ nhân sanh chính là tánh tướng viên dung vô ngại tự tại mà phần trước đã nói đó là chân tướng. Như thế nói đến chỗ này, các vị nhất định phải biết chỉ có Phật cùng đại Bồ Tát pháp thân đại dĩ vào cái cảnh giới này. Ở thế giới ta bà, người chứng được pháp thân rất ít, hiếm có đại bộ phận chúng sanh vẫn là không ngừng đang tạo lục đạo luân hồi khổ không thể tả phật bồ tát là có thể lý sự vô ngại sự sự vô ngại thế nhưng ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn là theo khuôn phép Giống như mọi thứ đều vẫn rất chấp trước Thích Ca Mâu Ni Phật mặc áo rất chỉnh tề Biểu hiện hình ảnh của mặc áo Đi bát, đi rất đoan chánh Không phải cầm tùy tiện một chút là được Tại vì sao vẫn phải biểu hiện cái hình ảnh này vậy? Đây gọi là Đại Từ Đại Bi làm nên tấm gương cho tất cả chúng sanh. Các bạn chưa có đến cái cảnh giới này, cần tuân thủ các quy tắc. Tuân thủ các quy tắc đối với các bạn có lợi ích. Đoạn ác tu thiện, tuy không ra khỏi tam giới cũng không đọa ba đường ác. Cái này là đại từ đại bi của Phật. Điểm này chúng ta cần thể hội thật sâu. chúng ta mọi thứ đều tuân thủ các quy tắc, tuân thủ mọi thứ, nghiêm trì giới luật. Là làm cho chúng sanh xem. Làm tấm gương tốt cho người khác thấy. Sự việc đó là như vậy. Như thế chúng ta học Phật Nói lời thành thật Bản thân vẫn chưa có thế nhập cảnh giới Giới luật nhất định Phải nghiêm trì Mình chưa có đến cảnh giới giải thoát Sau khi giải thoát Vẫn nghiêm trì giới luật Đó chính là giáo hóa chúng sanh Làm tấm gương cho người khác xem Hoàn toàn là lợi tha Chứ không phải tự lợi hiện nay trước khi chưa có khai ngộ chúng ta làm thế này tự lợi lợi tha sau khi ngộ rồi sau khi viên dung thì hoàn toàn là lợi tha đó không có tự lợi tự lợi viên mãn rồi đảng khủng nhân tồn hữu chiếu giác chi trí kỳ hạ giả thậm chí hướng danh ngôn trung mịch bát nhã đây là sai lầm thế tôn nói đoạn kinh văn này cũng là ngăn ngừa đệ tử phật sau này sau khi nghe đoạn khai thị này của phật rồi chú có thể liễu giải ý nghĩa chân thật hiểu sai ý của phật rồi cái hiểu sai này là có không phải không có chúng ta ở trong đời sống thường ngày ở trong bạn bè thường hay nói chuyện cũng gợi ra sai lầm của đối phương sau khi họ nghe rồi hiểu sai ý nghĩa chúng ta không phải ý này đã hiểu sai ý rồi phật nói chuyện khi mọi người nghe cũng thường hay xảy ra cái vấn đề này cho nên nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai rất quan trọng có thể nói biết bao nhiêu người là hiểu sai nghĩa chân thật của như lai hiểu lầm nghĩa chân thật của như lai thế là rất tệ hại lợi ích công đức tù thắng của Phật Pháp Không những họ không đạt được Mà còn tạo tội nghiệp Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng Cái này là hiểu sai ý của Phật Nếu như còn có cái trí, có giác chiếu Là phần trước nói Tôi có giác, tôi cảm thấy tôi giác ngộ rồi Tôi cảm thấy tôi sáng tỏ rồi cái này đều sai rồi là sai lầm lớn bác nhã ở đâu vậy bác nhã ở trong kinh kim cang ở trong kinh đại bác nhã thế thì càng hỏng bét rồi càng sai lầm ở trong kinh không có ở trong ngôn thuyết văn tự đều không có Bát nhã ở chỗ nào vậy? Bát nhã là ở trong chân tâm bổn tánh của bản thân bạn vốn dĩ đầy đủ Thế là không sai rồi Đâu có ở bên ngoài Cố đặt ư phụng trì Chi sở dĩ thời Viết bát nhã tắc phi bát nhã Đây là phòng ngừa Sợ bạn cho rằng chí gọi Bát Nhã là ở trong kinh Bát Nhã. Cho nên Phật nói: Bát Nhã tức chẳng phải Bát Nhã. Câu nói này là ngăn ngừa cái hiểu lầm này. Nói với Bát Nhã không phải ở trong kinh Bát Nhã, nhưng nói lời thành thật cũng không thể lìa khỏi kinh Bát Nhã. Như thử nhất thuyết trực sử phụng trì giả tâm trung bất lưu nhất tự bất triêm tích tướng chân thị khoái đao trảm loạn ma thủ đoạn tức thử tiện thị kim cang bát nhã kim cang bát nhã này biểu hiện ra có thể thấy kim cang bát nhã cũng không ở trong văn tự là phương tiện mà thích ca mâu ni phật dùng chúng ta cần thể hội cho được cần nhận thức rõ ràng tôi vừa mới dùng cái thí dụ đơn giản nhất các vị nếu có thể ở trong đời sống thường ngày từng giây từng phút để nó nhắc nhở mình là có thể sanh trí huệ rồi cúng một ly nước trước phật người học phật phải hiểu được ý nghĩa của ly nước này như thế chúng ta nhìn thấy nước không phải trước phật thì sao cũng phải quán như vậy không được nói nó không phải nước trước phật có lẽ là không phải pháp biểu trưng nữa thế là sai rồi Mọi nơi nhìn thấy nước đều biểu thị cái pháp này. Hoa cúng trước Phật nhắc nhở chúng ta phải tu lục ba la mật. Nhìn thấy hoa bất kỳ ở đâu đều là nhắc nhở chúng ta tu lục ba la mật. Gì thì đúng. Thậm chí là y phục người ta mặc, trên y phục có in hoa, chúng ta nhìn thấy cũng là nhắc nhở chúng ta phải tu sáu ba la mật. Như vậy mới được Nhìn thấy đèn dầu nến Như nhìn thấy là nhớ đốt cháy chính mình Để soi sáng người khác Trước mặt Phật chúng ta biết nghĩ đến Bất kỳ nơi nào nhìn thấy Cũng đều nhắc nhở mình Vậy mới gọi là người tu hành Cái này mới thật sự hiểu được ý của Phật Chỉ là ở trước tượng Phật Trong Phật đường Lìa khỏi là không còn nữa Thế bạn tu cái gì Đó là đem ý nghĩa của Phật Hoàn toàn hiểu sai rồi Hiểu lầm rồi Kinh Kinh cũng được xem như tấm gương Ý của nó rất nhiều Hoa Nghiêm nói 10 loại ý nghĩa Chúng ta mỗi ngày xôi gương liền nghĩ đến Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Soi gương Là xem trên mặt có dính bẩn thì chùi sạch sẽ lập tức liền nghĩ đến kim cang bát nhã ba la mật tấm gương này là để soi tâm xem tâm chúng ta đối với tướng pháp tướng phi pháp đối với có không có còn phân biệt có còn chấp trước hay không nếu còn phân biệt chấp trước chính là còn dính bụi bẩn cần đem đó rửa sạch sẽ mỗi ngày sáng tối soi gương chính là thọ trì kim cang bát nhã ba la mật không tu hành như vậy không dụng công như vậy thì bạn làm sao có thể được thọ dụng từ đó cho thấy kinh phật ở đâu vậy tận hư không khóc pháp giới tất cả y chánh trang nghiêm có pháp nào không phải có pháp nào không phải bát nhã có pháp nào không phải kim can mọi pháp đều là ở trong tất cả pháp chúng ta đều có tính cảnh giác ở trong tất cả pháp chúng ta đều quay đầu Vừa quay đầu Vậy thì tâm liền thanh tịnh ngay Ở trong tâm thanh tịnh Liền tỏa ra ánh sáng trí huệ Cho nên ở chỗ này Hai câu nói này rất hay Trực sử phụng trì giả Tâm trung bất lưu nhất tự Bớt triêm tích tướng Đây chính là kim càng bát nhã ngay nơi tất cả pháp mà lìa tất cả tướng ngay nơi tất cả pháp không lìa khỏi tất cả pháp trước đây ta sống đời sống như thế nào hiện nay ta vẫn là sống cái đời sống này trước đây là làm công việc gì thì hiện nay ta vẫn làm công việc này Không có thay đổi hình ảnh Đây gọi là Ngay nơi tất cả Pháp Lìa tất cả tướng là sao Thế không giống như trước đây Cuộc sống trước đây làm việc chấp tướng Hiện nay hiểu rõ rồi Cuộc sống làm việc không chấp tướng nữa cái này chính là Tu Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi Đời sống làm việc không chấp có Tâm địa thanh tịnh không chấp tướng Không chấp không Hai bên có không đều không chấp Hai bên đều không chấp Há chẳng phải cái mà Phật nói nên sanh tâm không có chỗ trụ Mà làm việc bố thí Chúng ta mỗi ngày sống Làm việc Chính là làm việc bố thí Tâm địa thanh tịnh Không phân biệt không chấp trước Chính là Nên không có chỗ trụ Bạn thấy hai câu này Làm được rất viên mãn rồi đến khi nào làm được viên dung bạn liền kiến tánh ngay phải ở trong đây mà luyện luyện đến viên dung luyện đến tánh tướng là một không phải hai đến khi nào phát hiện là một không phải hai thế thì chúc mừng bạn bạn đã đại triệt đại ngộ rồi minh tâm kiến tánh rồi nếu như bạn nhìn thấy tất cả pháp còn có hai ba là chắc chắn chưa kiến tánh cần tiếp tục không ngừng nỗ lực nỗ lực theo hướng nào vậy nỗ lực trên hai bên có không không chấp trước không có cách gì khác là ngay hai bên có không không chấp hay nói cách khác là dùng công phu trên nền không có chỗ trụ mà làm việc bố thí cái làm việc bố thí này là nghĩa rộng không phải nghĩa hẹp mọi người dứt khoát không được làm sai mà làm việc bố thí chính là toàn bộ đời sống của chúng ta đây gọi là lìa tất cả tướng lại có thể lìa tất cả tướng Hành tất cả pháp Lìa tất cả tướng là nên không có chỗ trụ Hành tất cả pháp là làm việc bố thí Quả năng như thị phụng trì Phương ư thế xuất thế pháp Cứu cánh đà kỳ bổ mạc Biên tế vị chi ba la mật Bổ Là nói thể, tánh thể Mạc là nói hiện tướng Biên tế là nói tác dụng Kinh Hoa Nghiêm Ba chữ Đại Phương Quảng Biểu thị cho thể tướng dụng Bổn chính là thể Mà chính là tướng Biên tế là tác dụng Cứu cánh thông đạt thông đạt cứu cánh viên mãn không có một mảy may chướng ngại đây là kiến tánh viên mãn cảnh giới trên quả địa như lai viên giáo ba la mật là công phu đến nơi đạt đến chỗ cùng tột đạt đến viên mãn ba la mật có nghĩa là viên mãn làm thế nào mới có thể đạt được vậy nếu có thể vụng trì như vậy cái mà trong đoạn kinh văn này nói không chấp tướng danh tự không chấp tướng ngôn thuyết không chấp tướng cảnh giới tướng cảnh giới nhỏ là vi trần lớn là thế giới không chấp thân tướng đây là phật dạy chúng ta còn phải làm việc bố thí cái này mới được Chỉ không chấp thôi Mà không có làm việc bố thí Rơi vào không là chấp không rồi Thế cũng sai Bác nhã vô ngôn vô thuyết Cảnh trí nhất như Phi thực hữu nhất pháp Nhi pháp pháp Dài bác nhã chỉ ý Dĩ minh chư pháp nhất như cái ý này càng giảng càng sâu càng giảng càng thấu triệt chúng ta phải từ trong đây mà thể hội sau đó đem nó biến thành hành vi đời sống của chúng ta liền được thọ dùng chân thật thế tôn ở trong vô ngôn thuyết vì chúng ta nói ra rồi. Tuy nói ra nhưng phải biết nói mà không nói. Thế trí tuệ Bát nhã của bạn hiện tiền đích thực. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Bát nhã đem Bát nhã ở trong tự tánh của bạn vẫn phát ra Nếu không như thế thích Ca Mâu Ni Phật Tuy giảng kinh thuyết pháp 49 năm Bạn không có đạt được lợi ích chân thật Tâm của bạn vẫn là bế tắc Trí huệ đức năng vốn có Vẫn bị nghiệp chướng chướng kính Không thể hiện tiền Không khởi tác dụng Vì là thật sự đáng tiếc cảnh trí nhất như cảnh là sắc pháp trí là tâm pháp chính là ở trong tâm kinh gọi là sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc cảnh là sắc trí là không nó là một không phải hai phần trước đã từng nói qua với các vị rồi tâm cảnh là một sự việc trí là kiến phần của a lại gia cảnh giới là tướng phần của a lại gia kiến phần cùng tướng phần đều ở trong tự chứng phần biến hiện ra cho nên kiến tướng đồng nguồn nó là một không phẩy hai thực tế là nhất như không phải thực có một pháp cái một pháp này gọi là đơn nhất Tuyệt đối không có thứ gì là pháp đơn nhất Không có Tận hư không khắp pháp giới Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Xâm la dạng tượng quyết định không có một pháp đơn nhất Tất cả pháp đều là từ trong một cái tự tánh biến hiện ra Cho nên mọi pháp đều là ý của bác nhã có pháp nào không phải mọi pháp đều là giống như chúng ta vừa mới nêu thí dụ chúng ta thấy nước ở trong nước là bác nhã hoa ở trong hoa là bác nhã quả ở trong quả là bác nhã không có pháp nào không phải chỉ cần bạn thông đạt cái ý này thì thấy đều là bác nhã bạn không thông đạt ý nghĩa này Thế thì bạn mọi thứ đều không phải Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Bày ngay trước mắt bạn cũng không phải Như vậy chúng tỏ Các Pháp nhất như Chư Pháp nhất như Liền chứng Phật quả viên mãn ngay Bản Kinh Phật đói như lai Giả chư Pháp như ý cho nên bạn muốn chứng được chư pháp nhất như thế thì bạn chính là như lai bạn đã thành như lai rồi nếu ngộ được nhỏ như vi trần lớn như thế giới tướng lớn cùng tướng nhỏ ở trong tướng cảnh giới này duyên sanh vô tánh đương thể tức không đều là giả danh như vậy bạn mới có thể thấy ra tướng cảnh giới Chân tướng của nó Chân tướng là gì vậy? Nhỏ là duyên sanh, lớn cũng là duyên sanh Duyên sanh không có tự tánh Chính bởi vì nó không có tự tánh cho nên nhỏ có thể vào lớn lớn có thể vào nhỏ sự sự vô ngại như thế chúng ta hiện nay hiện tiền tại vì sao lớn không thể vào nhỏ được vậy cái chướng ngại này sinh ra từ đâu vậy sinh ra từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta chúng ta cho rằng nó là thật cho rằng nó là thật có Không biết nó là huyễn có Huyễn có không có chướng ngại Ngộ nhận cho rằng là thật có Cho nên chướng ngại sinh ra ở chỗ này Chúng ta ở đây đây có bức tường Thì không có cách gì đi qua được Tại vì sao không có cách đi, đi qua vậy? Bạn cho rằng nó thật sự là có, liền hỏng ngay bạn liền không thể qua được nếu như ý nghĩ phân biệt chấp trước của bạn không còn nữa thì bức tường này bạn có thể đi qua được ngay không có trở ngại đây là chuyện thật không phải là giả pháp sư viên anh cách chúng ta không xa trong hội trường phía dưới chúng ta vẫn còn một cặp câu đối do lão pháp sư viết ở dưới pháp sư viên anh ở trong phần lời tựa kinh lăng nghiêm đã kể một câu chuyện của bản thân ngài chứng minh sự sự vô ngại ngài ngồi thiền ở trong liêu phòng tâm rất thanh tịnh đại khái bỗng nhiên có một sự việc tìm ngài ngài liền thả chân bước ra khỏi liêu phòng sau khi ra khỏi liêu phòng ngài bỗng nhiên nhớ ra mình không có mở cửa làm sao có thể ra được chứ quay lại nhìn thì cửa quả nhiên vẫn còn đóng kín ngài tại vì sao có thể ra được vậy ngài vào lúc đó không có nghĩ đến cái cửa này không có nghĩ đến chướng ngại thì ngài có thể ra được sau đó vừa nghĩ cái ý nghĩ này thì sao là ngài không thể vào được nữa rồi đây là kinh nghiệm của chính bản thân Lão Pháp Sư Ngài viết ở trong lời tựa Chúng ta ngày nay Tại sao không thể đi xuyên qua tường được vậy Để có tường làm sao có thể qua được Vậy là không thể qua được rồi Nếu như đem nó quên hết rồi Bạn bước một cái là qua được ngay Liền đi qua được Sự việc nó là như vậy Có thể thấy là Sự sự quả đúng là không có chướng ngại chứ ngại do khởi phân biệt chấp trước. Cái này thì vô phương rồi. Tập khí vô thủy kiếp đến nay của Phạm Phu. Không nghĩ nó, nó sinh khởi lên một cách rất tự nhiên. Trước đây, lúc tôi đang cầu học, Thầy của chúng tôi dạy chúng tôi một phương pháp. Có khi bạn nằm mộng, có khi biết mình đang nằm mộng, mộng là giả. Thầy nói cái tường đó bạn đi thử xem Xem có thể đi qua được hay không Đi qua một cái quả nhiên là đi được Tại vì sao vậy Biết đó là mộng Không phải thật Bức tường rõ ràng là có thể đi qua được Cho nên vậy chúng tôi Có thể từ trong mộng để chứng minh Nếu như khi bạn có chấp trước Ở trong mộng bị người ta đóng lại Vẫn là không thể ra được Nếu bạn hiểu được cái đạo lý này Ta hiện tại nằm mộng, mộng là giả Ta tại vì sao không thể đi ra được Đi một cái liền ra được Là không có chướng ngại Đạo lý là chỗ này Cho nên đều là những giả danh Giả tướng mà thôi Tắc trần trần sát sát Mạc phi bát nhã Trần chính là vi trần ở trong cảnh giới là nhỏ xác là phật xác tam thiên đại thiên thế giới là tướng lớn nhất ở trong cảnh giới nói cái lớn nói cái nhỏ bên trong thể đều bao gồm ở trong đó có pháp nào không phải bát nhã đâu cho nên người đã kiến tánh Chúng ta ở trong ngữ lục thiền tông thường hay xem thấy Đầu đầu thì đạo, tá hữu phùng nguyên Thật sự, một chút cũng không giả Sở dị tọa vi trần lý chuyển đại pháp luân Ư ừ nhất hào đoan kiến bảo dương sát Những điều này Phật thường nói ở trong kinh vi trần là y báo nhỏ nhất chuyển đời pháp luân ở trong một hạt vi trần chính là phật giảng kinh thuyết pháp đạo tràng lớn của phật thính chúng số người là vô lượng vô biên Đó là thật, không phải giả Cái mà mắt thường chúng ta thấy Thấy rất nhỏ Mắt thường phàm phu chỉ có thể nhìn thấy mấy người phàm phu ngồi ở đây Nếu Phật ở nơi đây giảng kinh Thiên Long bát bộ hủy thần Bồ Tát mười phương thế giới Chúng ta thử xem cái địa điểm đó ở trong Kinh Hoa Nghiêm Các bạn thường niệm Kinh Địa Tạng Người niệm kinh hoa nghiêm ít Người niệm kinh địa tạng nhiều Bạn thấy phẩm phân thân tập hội của kinh địa tạng Lúc Thế Tôn nói kinh địa tạng Chư Phật mười phương thế giới Mang theo thị giả của họ Đều đến tham gia đại hội Cái hội trường đó Thù thắng trang nghiêm Đâu thể chứa hết được chứ lớn nhỏ không hai cho nên căn phòng một trượng của duy ma có thể chứa mười dạng tòa sư tử cái căn phòng một trượng vuông đó của ngài không có phóng to tòa sư tử của người ta không có thu nhỏ đây chính là ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân ư nhất hào đoan kiến bảo dương sát hào đoan là đầu lông bảo dương sát bảo dương là phật phật sát phật sát là tam thiên đại thiên thế giới tam thiên đại thiên thế giới ở đâu vậy ở trên đầu sợi lông Đây là nói Pháp giới sự sự vô ngại Tận mười phương thế giới Là ánh sáng của mình Hậu viết Sơn Hà cập đại địa Toàn lộ Pháp dương thân Thập phương thế giới là tận hư không khắp pháp giới tận hư không khắp pháp giới là mình là ánh sáng của chính mình ánh sáng chính là pháp thân ánh sáng chính là tự tánh ánh sáng chính là chân tâm chân tâm tự tánh của chúng ta là chứa đựng mười phương thế giới trong kinh lăng nghiêm phật đã làm một cái thí dụ phật đem chân tâm bản tánh của chúng ta thí dụ cho hư không đem mười phương vô lượng vô biên cõi nước chư phật thí dụ cho mây từ trên cái thí dụ này chúng ta mới biết được tâm tánh chúng ta là lớn cỡ nào thật sự là vô lượng vô biên ở trong kinh phật thường nói vô lượng vô biên cõi nước chư phật đều là do chân tâm tự tánh chúng ta biến hiện ra tâm tánh là năng biến mười phương thế giới là sở biến năng sở là một không phải hai cho nên mười phương thế giới chính là pháp thân thanh tịnh của mình chính là trí huệ bát nhã của mình lại nói núi sông cùng đại địa thấy đều phơi bày thân pháp dư câu này là nói chư pháp nhất như cái cảnh giới đó khi đến chư pháp nhất như cái cảnh giới này đã hiện tiền rồi mà hậu thuyết giai cảnh trí nhất như chi nghĩa phần là trong kinh nói đến những câu này đều là ý nghĩa nhất như chư pháp như ý Phía trên đều là tổng kết Ở trong tướng cảnh giới vi trần Cùng thế giới Sau cùng đoạn này Tổng kết thân tâm Tiết 32 tướng là nói rõ bát nhã vô trí vô đắc vô trí vô đắc là nói đến cứu cánh nhất viên mãn nhất cho nên tâm kinh đến kết luận cuối cùng là không có trí huệ cũng không có chứng đắc đây có thể nói là nói xong rồi tổng kết rồi bát nhã chẳng phải bát nhã hiển bày đích thực chánh trí bát nhã ở trong ngôn ngữ hiển thị đây là bất đắc dĩ dùng loại câu này Nếu không dùng loại câu này Thì chắc chắn không thể hiện thị ra được Vì sao vậy? bát nhã không được chấp tướng cũng không thể lìa tướng chấp tướng không phải bát nhã lìa tướng cũng không phải bát nhã cho nên nói bát nhã bạn thấy đây có tướng chẳng phải bát nhã là phải lìa tướng bạn thấy hai chẳng phải hai bên có không không trụ sao nói bát nhã là có chẳng phải bát nhã là không ở trong câu nói này hai bên có không không trụ đây mới là bát nhã ba la mật chân thật chấp một bên đều không được nói bát nhã là có tướng nó chẳng phải bát nhã là không tướng cần phải hợp chung lại nói hai bên có không không trụ ý nghĩa của nó là ở chỗ này ở trong câu nói này hiển thị giác tánh viên minh viên là viên mãn minh là ánh sáng sáng suốt vô năng giác vô sợi giác thanh tịnh tâm trung bất khả hữu cảnh giới tướng giả cho nên ở trong tâm vẫn còn cảnh giới là không thanh tịnh bất luận là cảnh giới ngôn thuyết cảnh giới văn tự Cảnh giới vi trần Cảnh giới thế giới Cảnh giới của 32 tướng Đều không được Đều sai Quyết định không được có cảnh giới Ngay cả cái cảnh giới Cái gì cũng không có cũng không được Đó là bạn đã chấp tướng không thế làm thế nào đây ở trong tất cả tướng giống như chẳng có việc gì là tốt rồi là vô sự trong tất cả tướng có tướng giống như chẳng có việc gì là không chấp tướng đó gọi là ngay nơi tướng lìa tướng vậy là đúng rồi tổng thị đương tức tướng ly tướng dĩ phụng trì nhi dĩ chú giải dài như vậy nói rõ cho chúng ta hai cái chữ phụng trì này chỉ sợ mọi người nảy sinh hiểu lầm đối với hai chữ phụng trì này cho nên đã nói dạy dòng dân tự như vậy nếu như hiểu lầm rồi thì chúng ta kinh kim cam bát nhã này là học vô ích nghe vô ích rồi ở trong đời sống thường ngày quả thật không đạt được lợi ích của nó không đạt được thòi dùng của nó nhất định phải giảng rõ ràng phải nghe rõ ràng không được có mảy may lỗi lầm quả thật dùng vào trong đời sống dùng vào trong công việc dùng vào trong đối nhân sự thế tiếp vật không có gì không tự tại xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây tu bồ đề nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân dĩ hằng hà sa đẳng thân mạng bố thí phật nói kinh này mỗi sau khi nói một đoạn đều làm một lần so sánh thọ trì phước đức biểu hiện ra người thọ trì họ được lợi ích chân thật Như thế thiện nam tử thiện nữ nhân Cái chữ thiện này So với thiện nam tử thiện nữ nhân Ở phần trước nói Mức độ nâng cao rồi Cái thiện nam tử thiện nữ nhân này Là người phụng trì chân chánh Cũng chính là phần trước đã nói Họ quả thật sự là người có thể lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên mà hành việt bố thí. Vị phước đức họ được bao lớn vậy? Phật trước tiên nói một cái đại tiền đề. Người thiện nam, người thiện nữ đem thân mạng nhiều như các sông hằng để bố thí chúng ta xem chú giải bảo thí là ngoại tài phần trước nói bảy báo đầy cả đại thiên thế giới hằng hà xa số bảy báo đầy cả đại thiên thế giới hằng hà xa số những bảo thí đó là thuộc về ngoại tài nay dùng thân mạng thí là thành nội tài nặng hơn ngoại tài rất xa ngoại tài là vật ở ngoại thân cái đó dễ xả không khó xả thân mạng bố thí cái này khó cái này là nội tài tất cả chúng sanh Đem cái vật ngoài thân cùng thân thể Hai cái làm một cuộc so sánh Thì không có người nào không coi trọng thân mạng Coi nhẹ ngoại tài Cho nên xã thân so với xã ngoại tài Cái công đức phước báo đó đương nhiên là lớn hơn cái này là đạo lý nhất định Đem thân mạng nhiều như Các sông hằng bố thí Cái thân này chỉ có một mạng Đâu có nhiều mạng như vậy Bố thí thân mạng Nhiều như các sông hằng Đây là chứng tỏ không phải một đời 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 kiếp kiếp Nên biết họ Đời đời kiếp kiếp thường dùng thân mạng bố thí có loại người này hay không vậy có chúng ta xem thấy ở trong kinh phật biết bao nhiêu bồ tát thường hay tu cái pháp môn này thích ca mâu ni phật của chúng ta quá khứ lúc còn trên nhân địa cũng đã từng nhiều kiếp dùng thân mạng bố thí là có thật không chỉ là cắt thịt nuôi chim sở thân làm mồi cho hổ là việc thường làm kỳ vi năng năng giả hạ như khó làm mà làm được nếu chúng sanh yêu cầu bồ tát thì không có bồ tát nào không thí xả cần cái gì đều xả cái đấy đều cho cả nếu như chưa đến cảnh giới nhất như thì không thể làm được nếu đến cảnh giới nhất như thì rất dễ dàng làm được vì sao vậy không chấp trước về thân nữa biết được thân tướng tức chẳng phải thân tướng ấy gọi là thân tướng cho nên họ xả thân thật sự là giống như chúng ta cởi quần áo đem cho người vậy không khó chúng ta ngày nay chưa có vào cái cảnh giới này coi cái thân thể mạng sống này quan trọng vô cùng một mảy may cũng không chịu xả cái này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước kiên cố không biết chân tướng sự thật năng xã kỳ phước đức chi đa giả hà như đây là đạo lý nhất định chịu bố thí thì được phước báo dùng thân mạng bố thí thì cái đó được phước là quá lớn quá lớn ba loại phước báo đều đầy đủ giàu có trí huệ khỏe mạnh trường thọ ba loại phước báo chắc chắn thành tựu đầy đủ cẩn dịch viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật